5 câu chuyện bí ẩn nhất lịch sử Trung Quốc, khoa học chưa thể giải mã. Vào lúc 3 giờ 42 phút 53 giây, rạng sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976 giờ Bắc Kinh, lòng đất ở Đường Sơn như có 400 trái bom nguyên tử Hiroshima đột ngột nổ tung. Chỉ trong 10 giây đã khiến nơi cư ngụ của hơn 1,6 triệu người bị san thành bình địa. Đó dường như là kiếp nạn không cách nào đoán trước, cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng tại sao trước đó lại có những hiện tượng kỳ bí? Những con cá sợ hãi phát điên, côn trùng, chim và rơi như mất lý trí, chuột lớn chuột nhỏ tìm nơi trốn chạy. Tượng đại Phật Lạc Sơn lại rơi lệ sau động đất. Đây đều là những câu chuyện kỳ lạ không thể lý giải, dường như thần Phật đã nhiều lần điểm hóa cảnh báo con người. Các bạn thân mến, các bậc cao nhân vẫn luôn cho rằng trong cõi u minh này, mọi thứ đều có định số. Nhưng dẫu là các thảm họa sẽ xảy đến thì vẫn luôn có các dấu hiệu cảnh báo trước. Và qua những hiện tượng mà con người cho là điều quỷ dị không thể lý giải, thì phải chăng đằng sau đó đều có căn nguyên, chỉ là khoa học hiện nay chưa thể giải mã được chúng mà thôi. Xin mời các bạn hãy cùng Minh Đức tìm hiểu 5 bí ẩn bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc ngay sau đây. Số 1. Chuyện bí ẩn trước động đất Đường Sơn. Chỉ 10 giây, cơn địa chấn khủng khiếp này đã cướp đi sinh mệnh của gần 700.000 người. Đó là thảm họa động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20. Tuy vậy, nhiều người tin rằng đã có rất nhiều dấu hiệu báo trước điều này. Trước khi động đất xảy ra vài ngày, tại vùng duyên hải cách Đường Sơn không xa, các ngư dân bỗng phát hiện thấy hàng đoàn cá đồi, cá nhau, cá chãm nhau nhau nổi lên và rất dễ đánh bắt. Như thế, chúng đang sợ hãi tranh giành cắn lưỡi câu để mong được thoát khỏi biển cả. Những loài có cánh như mất lý trí, trước động đất 2 ngày, một đàn chuồn chuồn bay tới ngư trường, dày đặc thành từng mảng lớn. Bất chấp bị chộp bắt hoặc xua đuổi, chúng vẫn không nhúc nhích. Không lâu sau, lại có đàn bướm, châu chấu, ve đèn, vẹt cùng rất nhiều dế, chim sẻ và các loài chim trời tới tấp bay đến đậu ở đuôi thuyền, xua mãi không đi. Chuột lớn, chuột nhỏ tìm nơi trốn chạy, mèo kêu thảm thiết, ngựa không ngừng hí vang và đá lung tung. Chó tìm đủ mọi cách vừa sủa vừa ngậm vào gấu quần như muốn kéo chủ ra khỏi nhà. Những việc kỳ lạ vẫn chưa dừng lại. Tại tỉnh Tứ Xuyên, gần núi Nga Mi, có một bức tượng Phật Di Lặc khổng lồ được chạm vào núi gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Có lẽ xuất phát từ tấm lòng tôn kính và chân thành của con người, với hy vọng tượng Phật sẽ bảo hộ cho con người nên mỗi khi có tai nạn to lớn xảy ra, tượng Phật đều rơi lệ. Cụ thể, Đại Phật đã 4 lần nhắm mắt và rơi lệ trong quá khứ. Đáng kinh ngạc là vào tháng 7 năm 1976, người dân Lạc Sơn lại một lần nữa chứng kiến tượng Phật nhắm mắt và rơi lệ khi trận đại địa chấn xảy ra ở Đường Sơn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Sau khi đối chiếu các dữ liệu, các nhà nghiên cứu cũng phải lặng người trước những sự thực này. Mãi cho tới nay, nhiều nghi vấn trong đó vẫn còn chưa tìm được lời giải. Số 2. Dị tượng thần bí, sông Trường Giang cạn trơ đáy sau một đêm. Trong suốt các triều đại Trung Quốc, ấn tượng về sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử là dòng nước luôn tuôn trào không ngừng. Tuy nhiên, sông Trường Giang lại từng có 2 lần cạn nước, nước sông mênh mông bỗng chốc không còn nữa. Điều khó tin hơn nữa là trong lần thứ 2, tất cả những người dân ở ngôi làng bên bờ sông đều bị bóng đè. Sự việc ly kỳ này khiến nhiều người kinh sợ. Theo sử sách ghi chép, vào năm Đại Đức năm 1298, tháng 7 mưa to, nước dâng lên cao tới 15 mét. Đến tháng 8 năm 1342, vùng nước Thái Hưng của sông Trường Giang đang dâng lên cao vút. Nhưng trong vòng một đêm, nước sông hoàn toàn biến mất, lòng sông đột nhiên cạn trơ đáy. Sông Trường Giang kéo dài hơn 6.000 cây số, với nguồn nước ở thượng nguồn phong phú dồi dào và vô số các nhánh sông Hồng. Nên không ai tưởng tượng được việc con sông này lại có thể cạn nước. Lần khô cạn thứ hai xảy ra vào năm 1954, tức là hơn 600 năm đó, và bất ngờ là nó diễn ra cũng đúng ở vùng nước Thái Hưng. Thời điểm đó, nước sông cũng đang lên mạnh. Nhưng đột nhiên, dòng nước biến mất, sự việc chỉ kéo dài trong vòng 2 giờ. Kỳ dị hơn nữa là vào đêm đó, gần 200 dân làng ở hai bên lưu vực sông đều bị bóng đè, gây chấn động cả làng lân cận lúc bấy giờ. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra một khe nứt cổ đại bí ẩn, rộng hơn một thung lũng chạy qua hai tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Trên thực tế, hai lần cạn nước của sông Trường Giang đều xảy ra trên cùng một đoạn ở phía nam của khe nứt cổ xưa này. Ngoài ra, họ còn phát hiện ra rằng ở sâu trong khe nứt cổ đại này có những mạng lưới mạch nước ngầm lớn nhỏ giăng khắp nơi. Năng lượng phóng xạ của chúng lớn gấp vài lần cường độ của tia vũ trụ, có thể khiến con người hoa mắt chóng mặt và mất đi khả năng kiểm soát.
Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu nhất là tại sao lại hai lần cạn nước cách nhau 600 năm nhưng lại xảy ra ở cùng một nơi, và chỉ trong vòng một đêm lại có thể cạn sạch nước. Cũng có người còn nói rằng mọi người không ngừng đánh bắt tôm cá trên sông, làm ô nhiễm sông, khiến thân long nổi giận hút hết nước ở khúc sông này. Chưa hết, gần đây, sau khi lưu vực sông Trường Giang bị trận lũ lớn vào tháng 6 năm 2020, thì đến đầu năm 2021, khu vực này lại trải qua một mùa khô hạn hiếm thấy. Thế kỷ trước, đoạn sông ở đảo Thiên Hưng Châu nước chảy xiết, thường xuyên thấy hàng đàn cá heo bơi qua lại, nhưng lúc này lòng sông lại trơ đáy. Theo thuyết thiên nhân cảm ứng của người xưa thì dị tượng là dấu hiệu báo trước của thượng thiên, con người chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận. Dị tượng sông Trường Giang cạn nước cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa được giới khoa học giải thích rõ ràng. Suba cùng nữ trăm năm trước đột nhiên hiện lên bức tường Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành bắt đầu được xây dựng vào năm 1406, là một trong những tinh hoa kiến trúc cung đình cổ đại của Trung Quốc. Trong cố cung có hơn 9.000 gian nhà, hơn 70 cung điện lớn nhỏ, là một trong những công trình kiến trúc cổ bằng gỗ lớn nhất và được bảo tồn lớn nhất trên thế giới. Nó nổi tiếng như cung điện Versailles ở Pháp, cung điện Buckingham ở Anh, Nhà Trắng ở Hoa Kỳ và điện Kremlin ở Nga, và được biết đến là cung điện đầu tiên trong năm cung điện lớn nhất trên thế giới. Nhưng bên dưới sự uy nghiêm và trang trọng ẩn chứa một thứ đáng sợ khác, và có quá nhiều sự việc kỳ dị liên quan tới Tử Cấm Thành. Vì lý do này, một số cung điện phải bị cấm cửa cho khách du lịch. Nổi tiếng nhất là sự việc xảy ra vào đầu những năm 1990. Vì có nhiều người chứng kiến sự việc này nên một số hình ảnh tư liệu đã được lưu lại. Vào một ngày giông bão năm 1992, khi các du khách đang chụp ảnh kỷ niệm những bức tường của Tử Cấm Thành thì phát hiện ra trên bức tường đỏ đột nhiên xuất hiện cung nữ đi bộ. Sau khi bức ảnh lan truyền ra, nó đã gây chấn động mạnh và những người quan tâm bắt đầu có hứng thú với các cung điện cổ xưa của Tử Cấm Thành. Các chuyên gia đã giải thích rằng do các bức tường của cung điện màu đỏ có chứa một lượng lớn oxy sắt tử nên khi sét đánh vào nó sẽ trở thành một cuộn băng ghi hình tự nhiên. Nếu có cung nữ đi qua sẽ được ghi lại, khi trời nổi giông tố sẽ phát điện và chiếu lại video cung nữ. Tuy nhiên, một kiến trúc sư mới đây cho biết, trên thực tế, các bức tường của Tử Cấm Thành đã được sơn nhiều lần. Dù có oxy hóa sắt rất dày, chúng cũng đã bị che phủ từ lâu và không thể có tác dụng được nữa. Do đó, vấn đề này đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Số 4. Ghế rồng Tử Cấm Thành, chuyên gia cũng không dám chạm tay vào. Cũng ở tại Tử Cấm Thành, có một nơi gọi là chính điện không được mở cho du khách vào. Chính giữa điện đặt một chiếc ghế được chạm khắc rồng, là một kiệt tác màu vàng ánh kim lộng lẫy. Đây là ghế rồng, vật tượng trưng cho quyền uy của thiên tử. Tương truyền, chiếc ghế rồng này rất linh thiêng, chỉ dành cho bậc thiên tử chân chính. Những người bình thường khác nếu ngồi lên sẽ gặp kiếp nạn khôn lường. Đã có ba nhân vật nổi tiếng bị bất mạng khi ngồi lên chiếc ghế này. Người đầu tiên là Lý Tự Thành. Người này sau khi lật đổ nhà Minh đã chiếm đoạt Giang Sơn lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiên, ông ta chỉ làm hoàng đế được hơn 40 ngày thì bị Ngô Tam Quế đánh đuổi khỏi cung, sau đó mất mạng rất kỳ bí. Người thứ hai là Viên Thế Khải. Viên Thế Khải sau khi uy hiếp được hoàng đế nhà Thanh thoái vị thì đã tìm được cách đăng cơ làm hoàng đế, lúc đó gọi là Đại Tổng thống lâm thời. Ông ta cũng lên ngồi ghế rồng nhưng chỉ sau 83 ngày cũng qua đời một cách bí hiểm. Người thứ ba mất mạng là thủ lĩnh đứng đầu liên quân 8 nước Waldersee. Khi liên quân này xâm chiếm Trung Quốc, Waldersee cũng muốn thử làm cảm giác được ngồi trên ngai vàng và trở thành hoàng đế. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người này cũng qua đời một cách bất minh. Có ý kiến cho rằng, ba nhân vật trên đều xuất hiện trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Có nhiều kẻ thù và việc bỏ mạng là chuyện rất bình thường. Song cũng có không ít người cho rằng, chiếc ghế rồng mang lời nguyền. Những ai không phải chân mệnh thiên tử sẽ không được phép ngồi trên ngai vàng. Cho tới nay, các ý kiến trái chiều vẫn liên tục nổ ra, càng làm tăng thêm sự bí ẩn xoay quanh chiếc ngai vàng này. Số 5. Những ngọn đèn vĩnh cửu ngàn năm không tắt trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được gọi là một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí mật rợn người. Khi khám phá lăng mộ, các nhà khảo cổ đều kinh hãi khi nhìn thấy những ngọn đèn sáng rực dù đã ở trong lòng đất sâu tối tăm cả ngàn năm. Có rất nhiều truyền thuyết về ngọn đèn vĩnh cửu. Sử ký chép rằng khi Tần Thủy Hoàng du ngoạn ở miền Hoa Đông, ông đã bắn chết một con cá lớn ngư nhân và làm đèn bằng dầu của nàng tiên cá, nên dầu đèn cháy rất lâu mới tắt.
Trên thực tế, ở một số lăng mộ cổ khác của Trung Hoa hay thậm chí nước ngoài như Ai Cập, Hy Lạp, người ta cũng từng ghi nhận sự tồn tại của ngọn đèn vĩnh cửu. Có không ít bằng chứng thực tế cho thấy ánh sáng vĩnh hằng này có tồn tại. Vào năm 1400, người ta phát hiện bên trong bộ phận của Paulus, con trai của vua Overa thời La Mã cổ đại, tồn tại một ngọn đèn cháy trong hơn 2.000 năm. Gió và nước không thể dập tắt ánh sáng vĩnh cửu của nó. Có lẽ, cách duy nhất để phá hủy ngọn đèn chính là trút sạch thứ chất lỏng đặc biệt có trong nó. Các học giả Mỹ đã thực hiện 700 thí nghiệm trong 31 năm để hiểu vì sao những ngọn đèn trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn sáng rực sau hơn 2.000 năm. Họ đưa ra giả thuyết rằng, sau khi lối đi trong lăng mộ bị đóng lại, ngọn đèn sáng liên tục được đốt cháy để tiêu thụ oxy trong không khí. Khi thiếu oxy, ánh sáng sẽ tắt. Khi mở cửa hầm mộ trở lại, không khí lưu thông bình thường, vật chất lân tinh trong ánh sáng vĩnh cửu tiếp xúc với oxy dễ xảy ra phản ứng cháy. Nhưng đây, dù sao cũng chỉ là giả thuyết. Còn việc ngọn đèn này đã cháy sáng trở lại hay nó đã liên tục cháy trong hàng ngàn năm thì vẫn còn là một bí ẩn. Với các ghi chép được phát hiện trên khắp thế giới, cho thấy những chiếc đèn bí ẩn này thực sự có tồn tại. Tuy nhiên, việc chế tạo và sử dụng chúng vẫn còn là một ẩn số với nhân loại. Và giới khoa học vẫn đang khao khát một ngày nào đó có thể giải mã được chúng. Vậy là chúng ta đã cùng xem qua 5 bí ẩn ly kỳ liên quan đến Trung Quốc. Bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy chia sẻ cho Minh Đức và mọi người được biết ở phần bình luận bên dưới. Và nếu thấy chương trình ý nghĩa, hãy ấn like và chia sẻ cho người thân nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.